im lặng. Dạ. Cô gọi tôi tên gì? Lê. Trời ơi, tôi tên đó là tôi tên Lệ. Cô làm ơn phát âm cho nó rõ ràng chút xíu đi. Ở này ra ngoài đường mà cô đứng cứ kêu chị Lê, chị Lê, đã tưởng tôi tên Lê. Dạ. Định đi đâu mà làm mặt đẹp vậy hả? Anh ghen đó nha, ghen đó. Đừng có ghen mà đừng có hiểu lầm em, tội nghiệp em. Có mấy đứa bạn á, nó nói ở trên mạng á, có mấy cái shop online bán thời trang. Người ta đang cần đại lý để phân phối. Em tính gặp người ta đó, để em làm đại lý cho người ta nè. Quên nữa, xã ơi, hồi nãy em có nấu cơm rồi ha. Nếu mà xã đói bụng á, xã với hai con cứ ăn cơm đi, đừng có đợi em, nó bụng tôi người em lắm á. Em cứ an tâm mà đi, ở nhà để chồng thay vợ ngửa chăm sóc cho con nha. Ông xã nè, đặc biệt nha, em gặp đối tác tới chiều em mới về nha, bữa trưa không có về nhà ăn cơm. Tối hay về à? Quên. Chiều không có về, cho về lâu chồng trong đợi trong buồn chết luôn á. Hiểu mà, em tin mà. Dễ thương quá à. Đi sớm nha. Dạ, em về, nhớ nha. Chiều mới về, chồng nhớ mà. Chiều mới về. Chị cẩn thận nha vợ ơi. Biết rồi. Alo, em hả? Tới liền đi. Không có sao. Chiều bà mới về tới lận, yên tâm, chiều mới về. Chị Lê. Im lặng. Dạ. Cô gọi tôi tên gì? Lê. Trời ơi, tôi tên đó là tôi tên Lệ. Cô làm ơn phát âm cho nó rõ ràng chút xíu đi. Ở này ra ngoài đường mà cô đứng cứ kêu chị Lê, chị Lê, đã tưởng tôi tên Lê. Dạ, chị Lê. Chị, cha mà ơi, em nghĩ là giò màu hồng mặc bộ đồ nhìn đẹp quá. Sáng ghê luôn á. Cảm ơn. Mà chị Lê, chị là chị đẹp rồi, chị sáng rồi. Nhưng mà chị về tỉnh một tỷ là tròn vẹn luôn. Là sao? Chị là chị đừng cắp cửa anh tay nữa. Lâu lâu qua chị cho anh ta, anh thăm cú bó với. Chưa em thấy chị độ sự anh chứ rửa, em thương anh hết sức ý. Đúng không? Dạ thương, thương một học luôn. Vậy đem ông Tài về nhà nuôi đi. Chị nè, đắng mà nuôi được. Em nuôi của bò là muốn hết cơm hết gạo rồi. Nhiều chuyện, tự nhiên cái gì không, cái ngay với vợ người ta mà nói là thương chồng người ta muốn rơi nước mắt. Dạ ông Tài nha. Dạ. Tôi cảm thấy hình như hai vợ chồng cô đã bắt đầu giống tính rồi. Ôi chồng gì chị? Nhiều chuyện. Chuyện nhà không lo, mà chuyện gì khác. Nó ngủ nhìn cưng sao á. Ồ, chắc cười kìa. À quên nữa. À, anh có điều này muốn nói với Lại Hoa nè. Dạ. Em cập nhận số tiền này giúp anh nghe. Ồ, khoan. Tiền chỉ rửa. Thì tiền Lily gạt em đó. Nhận chung anh đi. Thôi anh đi. Lily là gạt em chứ còn phải gạt anh mốt. Với lại dù sao thì cái nợ cũng là cái lòng tốt của em đối với Lily. Cho nên là không vấn đề chỉ mốt. Không được. Vậy thiệt thòi cho em lắm. Thiệt thòi. Lily đã để con cho em nuôi rồi. Mà bây giờ còn gạt tiền của em nữa. Anh không trả đó. Anh thấy anh... Con người anh nó rây rất lương tâm lắm em à. Em biết. Nhưng mà ha, em cũng biết là chị Lê rất là gắt gao trong cái việc mà chi tiêu của anh. Làm đắng mà cho anh nhiều tiền. Bởi rồi em hỏi này, cái đồng tiền này là ở mô cỏ. Anh có quỷ đen. Cái chí? Anh có quỷ đen. Có quỷ đen. Lệ vợ anh á, rất là ham tiền. Tháng nào đi làm về á, nhiêu tiền bỏ gom hết vậy đó. Mỗi lần ra đường muốn mua gì sắm gì phải xin từng trăm một, khó chịu lắm. À, thôi được rồi, em nhận cái số tiền này. Nhưng mà nói nghe nè, em nhận là vì anh kiệt chồng em thôi. Bởi vì từ ngày mất tiền anh buông lắm. Ăn không ngon, ngủ không yên. Tóc hăng rung hết, cho cạo đầu luôn rồi. Em nhận là anh vui rồi, em nhận đi. Anh cảm ơn em nha.
Nhưng mà anh dặn em nè, đừng nói cho Lệ vợ anh biết nha. Bà mà biết là bà tan nhà nát cửa luôn đó. Anh ý, cự nội cậu thân tương của em biết á. Chị Lệ em thấy nhiều lục cũng dây thương ma chờ cỏ chí mô. Em không biết thôi, ở trong trăng mới biết trăng có rận em à. Vậy rồi, anh ơi, em cũng biệt trắng mà em thấy là nhà anh là sập chạy rồi. Thôi em về, anh vào trong nghe chưa. Em về Lệ nha. Về, bye bye. Hello anh Tài. Ủa vợ, vụ sao vợ về sớm vậy? Uống nước hả? Uống nước à. Uống không khí. Nước chưa pha sao uống? À, quên, nước có pha đâu. Chưa có nước mà. Chồng tưởng có nước. Chồng quên. Anh Tài à. Em về có mệt không vậy? Tôi thật sự là tôi thất vọng về anh quá. Hôm nay tôi đã đánh giá nát bấy cái nhân phẩm của anh rồi. Một người đàn ông mà tranh thủ nói xấu vợ có đáng làm nam nhi không hả? Anh đâu nói xấu gì đâu anh. Chối ạ. Anh sai rồi vợ à. Bây giờ vợ đánh anh đi, vợ chửi anh đi. Vợ làm điều gì anh cũng chấp nhận hết. Bởi vì anh sai rồi vợ ơi. Tôi không dám đánh anh đâu. Sao ngược? Ta đuổi đi rồi còn điểm danh là sao? Ừ, tôi vậy á. Sao kịp? Chắc có cái môn anh ra sớm hoàng qua anh cắm trại đó rồi mới về điểm danh cho em kịp quá. Ờ, thì anh đi. Vợ ơi là vợ, hoàng đơn diệt tụ, uống trước khi nhậu và sau khi ngủ. Má ơi, nhậu rồi uống trước chi nữa, nhậu xỉn rồi mới ngủ về là ngủ, rồi sau khi ngủ là uống thuốc gì mà tào lao vậy. Cao hủ chìm ta, cao hủ cốt, ở đây không cao hủ chìm nữa, cái gì mà ơi. Ăn nhậu chi để khổ chồng khổ con. Thật lễ. Chào bác. Ôi khỏi chào. Anh quạo khỏi chào. Qua đây chi vậy? Dạ con tìm bác. Bác nhớ bác á, tự nhiên nhớ ngang xương vậy. Thôi mà tôi đang khổ nhớ tôi chi. Nhà mình ai nhậu mà mua thuốc mua xăm quá trời vậy bác lễ. Vợ bác. À, trời gì hạnh nhậu. Tự nhiên giờ lòi ra cái tánh nhậu, bà nhậu là tới bến mà nhậu quay bánh nhà bánh cửa luôn. Giờ kìa tìm thuốc uống cho bà cay cay, bà sợ rượu bà không uống mới được. Phải cay hả? Ừ. Bà cay rượu mới được chứ. Ba cái này xí nhê gì. Chị mà chị bệnh ghiền ghiền nhậu, sao thuốc này không xí nhê. Mày nói giỡn vậy, thuốc ta chế ra để cay rượu đó. Trời con biết nè. Với một thần y coi giống như là nó thần y thì hơi lố, giống như là gần là thần y rồi. Có một không hai thôi. Chị cái bệnh mà ghiền nhậu này là bách phát bách trúng luôn, chị là dứt hẳn luôn. Có hả con? Có chứ. Vậy con chỉ bác đi, bác mướn vậy chữa bệnh cho con vợ bác liền. Dạ vậy hả? Ờ người đó ở đâu? Ở xa tận chân trời mà ngay trước mặt á. Là ở đâu? Dạ con á. Con. Con chị bệnh nhậu nè, tuyệt vời, đỉnh của đỉnh. Thiệt hả con?
con chưa hề biết nó chơi về chuyện này. Vô trong nói chuyện. Dạ, vô ha. Vô trong. Dạ, cảm ơn. Dạ. Bác thấy cái trường hợp này nó trùng hợp sao á? Dạ. Con có phải là con biết chữa bệnh nghiện nhậu là thiệt không con? Dạ thiệt chứ. Con biết cái nghề này là từ ông Sơn Sở truyền lại lẫn ngang. Trời ơi, hay lắm. Chỉ cần bệnh nhân gặp con mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ là chị được hết à. Gặp nhau 24 tiếng đồng hồ. Dạ. Vậy là hết nguyên ngày rồi. Dạ đúng rồi. Không ấy con dọn đồ qua đây ở để tiện dịp trị bệnh cho bác gái khỏi bị gián đoạn. Dạ đúng rồi, con chuẩn bị sắm hết rồi. Chuẩn bị gì? Đồ nè. Dạ con chuẩn bị sắm hết rồi. Chỉ còn con chờ cơ duyên nữa thôi à. Đồ đạc chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Con chuẩn bị sẵn đồ, con lanh lẹ như vậy là có cơ duyên rồi. Có cơ duyên rồi hả? Con coi như vậy là coi như là phước chủ may thầy. Dạ. Đó gặp được thầy là quý lắm rồi. Để con ráng trị cho bả nha, trị cho dứt cái nghiện rượu trong thân nguy hiểm. Dạ đúng rồi. Ba, con thấy coi góc bồ thang nhà mình á, mình xếp cái ghế bố dài á, con nằm đó cũng tiện để tĩnh dưỡng tinh thần của con, để trước khi trị bệnh đó mà. Nó cần phải tinh thần phải tỉnh táo. Ủa? Dạ gì hả? Lại thêm một người nữa à? Dạ đi nè. Dạ. Trời ơi. Mình ơi, gì? Cái nhà này á, thiết giống như là cái trại tị nạn thiệt đó. Bà nói quá. Có một thằng ở nhà kho, và một thằng ở dưới gầm cầu thang nữa. Tự nhiên nó trại tị nạn. Nói vậy xúc phạm tới thầy. Dạ, gọi là lánh nạn thôi chứ ai nói tị nạn. Sắp xếp cái bố cho thầy bế quan đi. Dạ, được á, dạ. Trời. Đó, mọi người thấy chưa, đây là toàn bộ hành lý của mẹ và em gái tôi nè. Đi về quê có mấy ngày à, mà làm như là dọn hết đồ định cư ở nước ngoài hay sao á. Quá trời đồ luôn. Định cư cái gì? Mẹ đi về quê á là để lo chuyện đất đai nhà cửa và vài bữa về, chứ làm gì mà đi chơi. Ý anh hai là nói con á là đi theo mẹ đi chơi á. Con dâu à, cái chuyện bếp núc á là của mẹ, nhưng mà bữa nay mẹ đi là mẹ giao cho con phải giữ gìn cái nề nếp đó cho mẹ, nghe chưa? Nghe, phải ráng lo cho chồng con ăn uống đầy đủ, đừng có để cho nó đói, nó lây lất là không có được với mẹ đâu nghe. Dạ, dâu á bình thường ở ngoài rất là giỏi, chị là sếp luôn, mà con nghe nói á là chị quản lý cả chục nhân viên luôn á. Bình thường ở nhà đâu có làm chuyện nội trợ đâu, con e là vụ này khó lắm. Dạ không sao, mẹ với lại em yên tâm. Đây là cơ hội để con chứng minh rằng ở ngoài đường con là sếp, thì về nhà chuyện bếp núc với con cũng là chuyện nhỏ. Con biết được vậy mẹ mừng. À đây nè, mẹ có ghi chú cho con hết đây nè. Nữa coi đi, rồi làm theo cái này. Dạ. Cho mẹ nghe không, cái ghi chú thứ nhất của mẹ đó là thằng hổ nó không có ăn cay, cho nên con nấu đồ ăn gì cho nó ăn là nhớ đừng có bao giờ bỏ ớt vô, biết chưa? Ủa anh không ăn cay được nữa hả? Không có, anh cố tình anh không ăn nữa để anh bớt ghen em, nhưng mà anh thấy anh càng không ăn cái anh càng ghen hơn luôn. Anh hay lắm luôn rồi đó, anh biết là anh giỏi lắm luôn rồi đó. Rồi cái ghi chú thứ hai đó là nó rất là thích ăn hải sản, cho nên con mua tôm, cua, mực, cá này kia đó là về làm cho chồng con ăn, nhớ chưa? Dạ. Rồi còn cái ghi chú thứ ba. Thôi được rồi mẹ, thôi được rồi mẹ đừng đọc nữa. Chứ giờ mẹ mà đọc một cái là nè mẹ, cái sớ của mẹ nè, mẹ mà đọc một cái là bây giờ chạy ra tới bến xe là xe chạy về dưới quê tới nơi luôn á. Nhỏ nhắc tới xe, đi lẹ con để tới giờ rồi. Vậy nha, ráng lo cho con trai của mẹ nha. Đi con để chạy xe, mau đi, hổ sách phụ mẹ đi con. Vui. Má với anh Huệ về quê là tủ đồ ăn đầy nhóc luôn, sao giờ không còn gì hết vậy? Chồng ơi, có nào á ăn trộm nó vô nhà mình á mà gặp mấy ăn trộm nó đói bụng á, chồng hiểu không? Xong á cái nó ăn sạch đồ ăn tôi làm, nó ăn không chịu gì hết, ăn hết đồ trong nhà mình luôn không? Ăn trộm nó bị béo phì á hả? Ôi, ăn trộm này chắc nó ham ăn lắm á. Hả? Cái mặt kìa, tao nói giỡn gì cũng tin nữa. Làm gì có ăn trộm vô nhà mà ăn cắp đồ ăn. Đồ ăn đâu hết rồi? Chỉ có anh với là vợ ăn thôi chứ ai vô đây mà ăn. Ăn nhiều quá mà không chịu mua về bỏ vô lại thì nó hết chứ sao? Anh nói vậy là cái gì? Anh nói vậy để anh đang trách cứ em đó hả?
Anh cũng biết là em nhiều việc ở công ty, mà công ty em làm gì, em làm sếp nữa. Trời, em quá trời là việc luôn. Thì bây giờ nếu mà vậy thì em không có thời gian mua đồ ăn về bỏ vô tủ lạnh. Không có thời gian nấu cho anh ăn. Mà nếu mà không có thời gian mình nấu ăn thì mình ra ngoài mình ăn ở ngoài. Thôi nha, tờ giấy còn rành rành đây nè. Mẹ viết nguyên cái sớ mẹ ghi là thằng Hổ không thích ăn phở, chỉ thích ăn cơm thôi. Anh đừng tưởng em làm nít nha. Nha, cái sớ này nè, cái điều khoản đó là anh ghi vô chứ không ai ghi hết trơn á. Không có mẹ nào ghi đây hết trơn á. Mày đặt không thích ăn phở chứ thích ăn cơm nhà. Xưa rồi em không tin đâu. Đàn ông mà ai không có lúc chán cơm thèm phở. Vô đi em, ngồi chơi đi. Nhưng mà anh nói trước nha. Gì? Mẹ anh với lại em gái anh là về quê rồi đó. Biết rồi, em mới nói chuyện điện thoại với ông Huệ xong. Ông Huệ kêu em qua đây chăm sóc anh, với mua mấy đồ tươi ngon nấu anh cho anh ăn. Trời ơi, hay dữ vậy ta. Biết anh thích ăn canh chua nè, có cát kho tộ luôn hả? Biết chứ. Thôi, sao biết nấu? Ui, anh này cứ nghĩ em là dở lắm hả? Em học trên mạng á. Em học trên mạng ta đăng mấy cái clip trên mạng á, hướng dẫn á. Em nhìn vô với ẹc hả? Vậy là em giỏi lắm đó nha. Anh cũng thử mấy lần rồi. Nấu cũng ra món đó. Nhưng mà ăn không gì ra gì hết trơn. Nổ không. Yên tâm đi. Trước khi qua đây á, em nấu ăn cho ba mẹ em thử nghiệm rồi, thành công tốt đẹp. Vậy hả? Cũng mừng. Cái gì vậy? Thôi đừng ăn mì gói, không có tốt đâu. Để bụng đói đi. Em nấu ăn cho ăn nha. Cũng được. Chờ chút. Đói mà, đổ có sao đâu. Ôi, canh chua cá kho tộ nó thơm gì đâu luôn á. Không ngờ em học nấu ăn trên mạng mà cũng lợi hại quá ha. Tất nhiên rồi. Ăn nóng nha, em bớt cơm. Sao vậy? Mới được không? Sao vậy? Giờ này cũng gần tới giờ anh về rồi. Đợi thêm chút xíu nữa thôi. Giờ anh về mình ăn chung luôn cho nó vui. Em nấu cơm cho anh ăn, phải vợ anh ăn đâu. Mà chờ gì? Thôi ăn đi. Thôi chờ đi. Vợ anh đi làm về mệt mỏi. Thấy đồ ăn ngon, vợ anh mà được ăn bữa này á, chắc chắn là vợ anh thương anh lắm. Thiệt. Chờ anh. Tự nhiên nhìn anh em thấy mưa chút nào đó. Nè, em thương con Huệ mới qua đây chăm sóc anh. Còn em á, em thích anh á. Em bởi vậy em mới nấu cơm cho anh ăn. Còn chị ta muốn ăn gì á, kệ chị ta đi. Mất gì? Mệt, em không có phục vụ chị ta đâu. Thôi, năn nỉ á. Bây giờ, giống như là mình làm phước á. Mình nấu cơm từ thiện, ai muốn ăn ăn. Chờ xíu đi. Chờ xíu rồi. Thôi giờ anh về ăn chung luôn. Sao bỏ? Gì kỳ vậy? Công trình em nấu cực khổ vậy chứ bỏ. Uổng lắm, phí lắm. Không, giận rồi không cho anh ăn nữa. Thôi năn nỉ mà, đừng giận nha. Công nhận đồ ăn thơm mà ngon nữa. Vợ anh mà ngửi thấy mùi này là thèm. Thầy á, hai người làm gì vậy? Hả? Vợ đừng có hiểu lầm. Anh với lại cô My á, cố tình ngồi chờ vợ về ăn cơm á. Đồ ăn ngon lắm. Chưa ăn biết ngon. Thì anh ngửi mùi là anh biết em không ngon rồi, cần phải thử. Tôi còn sống đây mà. Hai người làm cái trò gì vậy? Ủa, tôi nhớ là tôi đã đuổi cô một lần thẳng mặt rồi. Hôm nay cô còn mặc dày qua tới đây nữa hả? À, hiểu rồi. Người ta thường nói á, con đường tới tình yêu nhanh nhất là con đường đi qua bao tử. Mà cũng phải. Bởi vì em muốn lấy chồng, em muốn qua đây thử làm vợ ngoan coi sao. Mà quên nữa nè, cũng hay á là nhờ có cái sớ cẩm nang của mẹ đó. Mẹ nào? Mẹ ai? Mẹ của Thu Huệ và anh Minh Hổ. Nhớ tên kỹ quá. Em phải nhớ chứ. Bởi vậy á, em mới nêm nếm nè gia vị cho nó ngon đó. Ăn đi. Ăn đi. Đủ rồi. Tôi cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ cô muốn sao? Nhẹ nhàng hay là bạo lực hả? Yêu cầu cô bước ra khỏi nhà tôi nhanh liền, nhanh liền. Đuổi nữa hả? Anh đuổi nữa thì đi nhanh. Ai cho anh cơm? Ai cho anh ăn? Đồ ai nấu cho anh ăn hả? Mi nấu.
Cô ta nấu bây giờ anh dám ăn hả? Anh dám ăn trước mặt tôi hả? Hả? Chứ lẽ giờ công trình người ta nấu thơm phức vậy mà nấu ăn tội nghiệp người ta. Bỏ! Thôi bỏ! Mệt ghê! Ok, hiểu rồi. Tôi vừa mới nói chuyện giúp Huệ xong. Nó nói là không có chuyện mà hả, là nó kêu Mimi qua đây để chăm sóc, để lo lắng gì cho anh hết. Như vậy thì chính anh là người chủ động kêu cô Mimi qua đây. Không có nha. Đúng không? Cái gì mà ngang ngược vậy? Rõ ràng anh đang ở nhà anh chuẩn bị ăn mì. Rồi cổ tới, anh dắt cô vô, anh có nói đàng hoàng là mẹ và em gái của anh về quê rồi, không có ai ở nhà hết. Nhưng mà cổ vẫn ở lại. Rồi sao nữa? Rồi sau đó hai người làm gì trong nhà này? Hả? Thì cổ... Làm cái gì? Nấu ăn. Nấu ăn? Đưa điện thoại này. Đưa. Đưa không? Mở cho phần clip cho tôi luôn. Thiệt quá chứ. Đưa đây. Anh quay clip. Người ta nấu ăn cho anh ăn. Anh khen ngợi người ta. Rồi còn hung gió nữa. Anh để người ta hung gió anh. Người ta muốn làm sao anh cản được. Rồi sao nữa? Bây giờ anh trả treo với tôi hả? Anh trả treo với tôi hả? Anh hổ. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Hả? Tại sao anh có thể làm điều đó với tôi hả? Anh là một người đàn ông xấu xa. Tôi không thể tưởng tượng một ngày anh có thể ra đổ đốn như vậy luôn anh hổ. Tôi còn sống ở đây mà, tại sao anh không có mà em phải tin anh. Không có hả? Chứ cái clip trong điện thoại này là cái gì? Là cái gì? Bắt đầu từ giây phút này, tôi với anh chính thức ly thân. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh.